Và chào mừng đại gia đình mua nhà đã đến với kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm giá rẻ với diện tích ngang 4 sâu vào 8m xây dựng, ngang 4 sâu vào 9m xây dựng hết đất, một trệt 2 lầu, sẽ có 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh, một căn nhà một trệt 2 lầu có sân thượng giặt phơi đồ. Giá bán chỉ có 3.950.000 đồng. Hẻm xe hơi tại trục đường chính Phan Huy Ích thuộc phường 12 quận Gò Vấp nha. Một căn nhà rất đẹp, rất sang, thiết kế theo phong cách hiện đại, xây mới hoàn toàn năm 2023 nha. Căn nhà hướng chính đông, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là đông tứ trạch. Và giá bán chỉ có 3.950.000 đồng thôi. Đấy, một trệt 2 lầu, full nội thất khoảng tầm 300.000 đồng. Và đây là con đường ngay trước căn nhà mình. Con đường thì rộng khoảng tầm 4m, đường xe hơi, hẻm một xẹt của trục đường chính Phan Huy Ích, cách đường chính khoảng tầm 50m thôi. Căn nhà rất đẹp, giá mềm, chỉ có 3.950.000 đồng thôi nha. Chúng ta sẽ có một lớp cổng sắt có kính cường lực phía bên ngoài, cửa sắt 4 cánh nha. Và phía bên trong này sẽ là không gian phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách thì sẽ được ốp sàn gạch Ấn Độ, gạch 80 vuông, và sẽ được tặng lại sofa, kệ tivi. Hai bên tường cũng được ốp gạch và sơn nước rất đẹp, rất sang. Một căn nhà xây mới hoàn toàn năm 2023, số hồng riêng. Giá bán chỉ có 3.950.000 đồng thôi. Trên thì chúng ta sẽ có đèn chùm, thạch cao, đèn led rất đẹp, rất sang luôn. Căn nhà tọa lạc tại trục đường chính Phan Huy Ích thuộc phường 12 quận Gò Vấp nha. Một căn nhà siêu đẹp, siêu rẻ. Đấy, căn nhà rất rẻ nha quý vị. Chỉ có 3.950.000 đồng thôi. Căn nhà thiết kế rất là sang, rất là đẹp. Full nội thất. Trong nhà có đầy đủ rèm cửa, máy lạnh, giường nệm. 3.950.000 thôi, vẫn còn thương lượng nha. Tọa lạc hẻm xe hơi, hẻm 4m. Một xẹt của trục đường chính Phan Huy Ích thuộc phường 12 quận Gò Vấp. Đây, chúng ta sẽ di chuyển vào cầu thang. Cầu thang rộng tầm 60, ốp đá kim sa trắng và chạy đèn led. Tay vịn gỗ sồi và lan can là khung sắt sơn đen. Phòng bếp thì được tặng lại bộ bàn ăn 4 ghế này, tủ bếp gỗ An Cường, có bếp điện từ, máy hút khói, tủ lạnh 2 cánh Capper. Và phía dưới gầm cầu thang thì có nhà vệ sinh, có bồn rửa mặt. Căn nhà rất đẹp, rất sang trọng, giá bán chỉ có 3.950.000 đồng thôi. Vừa không gian phòng bếp thì sẽ được ốp gạch cao lên đụng trần, có quạt trần và có tặng nội thất full hết. Chúng ta chỉ việc xách vali quần áo về ở nha. Giá bán của căn nhà mình chỉ có 3.950.000 thôi. Những anh chị nào thích thì hãy gọi trực tiếp về tới em. 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh nha quý vị. Đấy, nhà rất đẹp, rất sang, xây mới hoàn toàn năm 2023, số hồng riêng. Đấy, chị nào muốn mua hãy alo trực tiếp về tem Hưng. Và chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông ngay vào luôn để theo dõi những video mới nha. Nhà rất rẻ, ngân hàng hỗ trợ chắc phải được tầm 3 tỷ rồi. Anh chị có vài trăm triệu chúng ta cũng có thể sở hữu được căn này rồi. Căn nhà rất đẹp, rất sang, giá mềm. 3.950.000 thôi. Anh chị xem video thì hãy gọi ngay trực tiếp về tem Hưng. Và chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông ngay vào luôn để theo dõi những video mới nha. Khu vực nhà vệ sinh, phòng khách thì rất là rộng, ốp gạch 80 luôn, gạch Ấn Độ. Trên thì có đèn chùm thạch cao. Đấy, rất đẹp, rất sang. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 1, phòng ngủ 1-2 nha quý vị. Căn nhà có 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh, giá tiền rẻ, chỉ có 3.950.000 đồng thôi. Và toàn bộ là gạch Ấn Độ, trên sàn phòng ngủ thì ốp gạch Ấn Độ, gạch 60 giá đá. Có giường mét 8 kèm với tủ quần áo, kệ tivi, giường nệm, ga giường, máy lạnh, quạt chân. Ban công nhỏ nhỏ đúc tầm 80 phân ra phía ngoài, cửa lùa, nhôm sinh pha cửa lùa nhá. Trồng cây xanh ra phía ngoài. Căn nhà rất mềm, 3.850.000 thôi, xây dựng đẹp và thiết kế hiện đại, rất sang trọng, rất đẳng cấp. Anh chị nào quan tâm thì hãy alo trực tiếp về tem Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình nhá. Nhà rất đẹp nha quý vị. Giá tiền cũng khá là hợp lý rồi, có 3.950.000 thôi, vẫn còn thương lượng nữa nha. Đấy, ngang 4 sâu vào 9m, công nhận đủ diện tích và không lộ giới. Xây dựng hết đất luôn. Cái nhà vệ sinh ở giữa này, gương led, có vòi sàn thuyền, gạch ốp cao lên đụng trần. Phía sau đây là khu vực phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 của nhà mình cũng có giường 1m6 cả với tủ quần áo, kệ tivi, máy lạnh Capper đầy đủ hết nha. Và có cửa sổ ra phía sau. Đấy, giá rất êm, rất rẻ thôi, 3.950.000 đồng. Anh chị nào thích thì hãy gọi ngay trực tiếp về tem Hưng
và chúng ta hãy nhớ thả like, bấm chuông. Nếu có thắc mắc gì chúng ta hãy nhận xét xuống dưới video và Hưng sẽ trả lời 24/24 cho anh chị. Cầu thang toàn bộ được ốp đá kim sa trắng và chạy đèn led nhá. Trên đây là khu vực lầu 2 phòng số 3 nha anh chị, có cửa sổ sau này. Đấy, giường nệm, máy lạnh, sáp, đầy đủ hết luôn, quạt trần, đầy đủ hết nha anh chị. Giá rẻ chỉ có 3 tỷ 950 triệu đồng thôi, chưa tới 4 tỷ và vẫn còn bớt nữa. Phòng cũng khá là thoải mái đấy. Khu vực này là nhà vệ sinh số 3 này. Trước đây là cái nhà vệ sinh nhưng mà chủ gỡ mất rồi. Đấy, anh chị về muốn thiết kế đây làm nhà vệ sinh cũng được nhá. Ta làm thêm cái nhà vệ sinh ở đây. Đấy, chủ nhà gỡ mất cái nhà vệ sinh ở đây rồi. Phía ngoài đây là khoảng sân thượng cho nhà mình giặt phơi đồ. Sân thượng giặt phơi đồ thì đã được ốp gạch sạch sẽ và làm khung sắt, có cầu thang di chuyển lên trên nóc. Đấy, chúng ta có khu vực giặt phơi đồ đây. Và video của em Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.